Thì các bạn thân mến, thì như tôi đã nói là sẽ ở đây hai cốc mà tôi cho vào cái rêu rêu chine, còn hai cốc đây thì tôi lấy cái bẹ cỏ đấy các bạn, cái bẹ của cây cỏ. Nếu ngoài Bắc thì nhiều, trong Tây Nguyên này không có mấy, nhưng người ta vẫn mang lấy trồng. Thì ý hai cái này tôi để vào rêu, cái cốc là cốc cà phê đã cắt phía dưới đấy, còn hôm nào sữa dừa tôi sẽ làm nốt hai cốc này. Thì mình để mình theo dõi. Thì bây giờ cũng bẻ cỏ thì tôi đã nhúng nước sôi này, xé tơi tơi ra để đây. Tôi cho một cái kiến vào đây và cái này cũng một kiến vào đây và để theo dõi. Đấy thì các bạn thấy thì tôi cũng cứ trồng kiểu nào cũng sao xem cái nào được. Chẳng hạn mình xem cái bẻ cỏ này mà nó bởi vì tùy, thì tức là bạn đâu có cái thì gọi là cái giá thể nào thì bạn dùng cái đấy. Đấy, chẳng hạn như bạn ở gần chỗ cây cỏ thì bạn làm cỏ ở chỗ vùng dừa, người ta làm sữa dừa thì bạn có thể sữa dừa, nhưng mình theo dõi tức là cái nào nó sẽ phát triển tốt. Thì tôi cứ để bông bông này và tôi cho vào, vì một số bạn nói là lá nhỏ thì bây giờ không biết là lại chọn con kiến nào đây. Chắc chọn một hai hai con. Đây, cái này chắc kiểu nó to nó nhỏ. Đây chắc lấy cái này. Em lấy con kiến này. Đấy, nó cũng lên một tí này. Đấy các bạn thấy chưa? Lá tím ngắt nha, từ hôm kia về đây là nó lại bắt đầu một đoạn xanh xanh. Đấy các bạn thấy cái đoạn xanh đây là nó hình như nó lên đấy. Trước đầu tôi nhìn nó, bạn nào xem cái video từ hôm đầu tôi ấy là nó tím ngắt. Thôi bây giờ mình cứ cho phía dưới đây, chỉ cho nó lên cái này thì mình cũng không không cần nhét chặt, thì để này để cho nếu mà nước nó ra rễ nó ra luôn những cái này xem là nó có hỏng rễ hay không. Đấy là một con, tôi xem con nào nữa đây, khả năng cái con này chưa biết to hay nhỏ này. Thì đây con này, con này thì cái vỏ cây của nó rất là mỏng. À, nó nhỏ, cắt tròn. Nên tôi buộc đây và tôi ốp tí rêu. Đấy. Thì đây lại cho vào cái cốc này. Cũng này không ối. Cái sữa cỏ này hình như nó giữ nước cũng tốt mà nó thoát nước cũng nhanh. Thì nó dạng như thoáng thoáng vậy đấy. Đấy. Cho một tí vào cái giữa này nữa. Đấy các bạn thấy chưa? Thì tôi làm hai cống này và hai cống này. Thì tôi vẫn xếp lên đây. Cái này nó một số cái nó không ấy, thì tôi xếp thẳng đứng đấy. Cái hoa lan tích tụ nó vẫn được mấy ngày, nó vẫn nở. Đấy thì cứ xếp lên đây. À, con đổ hả? Ừ, đấy thì các bạn, tôi mới làm được 4 cốc này, sẽ còn 2 cốc nữa. Ừ, thì các bạn nào quan tâm thì cũng có thể đăng ký kênh like và chia sẻ để theo dõi tiếp theo. Còn đây là một số kiến. Vẫn là những con kiến đây. Đây các bạn thấy lá nó tím ngắt này, cái lá bên đây tím ngắt này, lá xanh, chắc nó cũng phát triển được. Cũng chưa thấy triệu chứng con nào có, hình như con đây là bị nhũ lá không, hình như chưa phải. Thì thôi thì các bạn nào mà quan tâm, tức là đặc biệt các cái bạn mới trồng lan, mới đam mê thì có thể đăng ký kênh và theo dõi tôi trồng như thế nào, thì tôi cũng cứ chia sẻ thế, nó có vấn đề gì hoặc là nó bị bệnh như nào mình xử lý như nào. Thì tôi cũng rất là ngại sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật, thì bởi vì nhiều khi nó cũng độc hại, sử dụng vô thì có thể cũng không được gì. Thì bạn nào thấy có ích cho những người trồng lan thì có thể là đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ, hoặc là comment nói lên những cái là kinh nghiệm,
thì tôi rất là quý. Thì video này tôi làm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.